Vâng, xin chào mừng quý vị bạn cùng quay trở lại với chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và bạn, Điện Biên thì có chiều dài đường biên giới tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc dài hơn 455 km, và lực lượng biên phòng thì giữ vai trò nòng cốt chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Và trong tình hình mới này thì nhiệm vụ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và trong chuyên mục phỏng vấn chuyên đề ngày hôm nay thì xin mời quý vị và bạn cùng với phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Thế Tuyên, là Chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên. Xin cảm ơn Đại tá đã tham gia cuộc trao đổi cùng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa Đại tá, thì Đại tá có thể chia sẻ những cái kết quả đạt được trong cái công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đặc biệt là đối với những cái tuyến biên giới, các xã biên giới và các huyện biên giới của tỉnh Điện Biên ạ? Chúng tôi đã triển khai thực hiện tốt những cái dự án, các cái phong trào của toàn dân, ký kết các cái chương trình tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, rồi phát huy vai trò nòng cốt của già làng, trường bản, người có công, người có uy tín ở bản, ở xã đối với cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng thế trận biên phòng và cái nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Thì từ đó để nâng cao cái ý thức, cái trách nhiệm của nhân dân đối với cái nhiệm vụ biên phòng và đối với cái nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế của địa phương. Vâng, để mà xây dựng cái thế trận biên phòng toàn dân thì rõ ràng là người dân cần phải hiểu về luật biên giới quốc gia để giúp, để hỗ trợ, để cùng với lực lượng biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới tại các địa bàn của mình. Vậy thì cái công tác tuyên truyền về luật biên giới quốc gia thì đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện với cái hình thức ra sao, thưa ông chị? Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chính vì thế cho nên Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền chuyên sâu về luật biên phòng. Chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng tổ chức tham mưu cho chính quyền cấp xã, cấp huyện để tuyên truyền luật biên phòng cho cán bộ công chức cơ sở và nhân dân ở các xã biên giới thông qua các cuộc sinh hoạt bản, sinh hoạt xã để cho cấp chính quyền địa phương rồi người dân hiểu rõ các cái nội dung, cái nhiệm vụ của lực lượng biên phòng trong cái việc chủ trì nòng cốt để giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ tuyến biên giới dài hơn 455 km giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc, giữ vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong công tác bảo vệ, vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới. Cấp ủy chỉ huy các đồn biên phòng đã chủ động thực hiện đồng bộ hiệu quả các kế hoạch trong công tác biên phòng. Đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã triển khai lực lượng phối hợp cùng với lại cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo chặt chẽ ở trên biên giới cũng như là trong địa bàn, kịp thời phát hiện các cái hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới, vi phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ. Thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới cũng vì thế mà được thực hiện hiệu quả hơn. Trong năm 2021, cùng với cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng, đã có gần 2.000 lượt cán bộ và người dân 29 xã biên giới tham gia hoạt động tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Đến nay thì cái tình hình bảo vệ được đường biên mốc giới này, tình hình an ninh chính trị ở biên giới thì rất là ổn định. Đặc biệt là các hộ gia đình được giao nhiệm vụ cùng phối hợp với xã, với đồn về triển khai bảo vệ các cột mốc đấy. Tất cả các hộ gia đình đấy là bảo vệ tuyệt đối an toàn. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép gắn với phòng chống dịch là những nhiệm vụ được Bộ đội Biên phòng tỉnh ưu tiên thực hiện.
Vâng, xin đại tá có thể cho biết quan điểm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, các loại tội phạm khác. Chúng tôi luôn luôn xác định là đấu tranh với các cái hoạt động tội phạm ma túy là một cái cuộc chiến hết sức cam go, phải kiên quyết, kiên trì, táo bạo, sáng tạo, linh hoạt và phải không có vùng cấm. Từ cái quan điểm như thế cho nên là chúng tôi luôn luôn xác định là lực lượng nòng cốt tuyến đầu ở trên biên giới để mà xây dựng các cái kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường lực lượng để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động này. Và trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tuyến biên giới của tỉnh Điện Biên thì cái sự quyết tâm đấy đã được thể hiện như thế nào ngay từ đầu năm 2022 đến nay ạ? Để mà bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, trật tự địa bàn và giữ đơn vị an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó có nhiệm vụ phòng chống các cái loại tội phạm nói chung và đặc biệt là tội phạm ma túy nói riêng. Thế thì Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo phòng ma túy xây dựng các cái chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường lực lượng cho các cái đồn biên phòng ở cái địa bàn trọng điểm để từ đó nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới và tình hình trong địa bàn để có cái biện pháp đấu tranh đối với cái hoạt động tội phạm cho hiệu quả, giữ gìn an ninh, giữ gìn cái sự bình yên, an toàn cho nhân dân. Vậy thì trong thời gian tới thì liệu còn những cái khó khăn nào theo dự báo tình hình mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cần phải triển khai thực hiện những giải pháp đồng bộ cụ thể để giải quyết, để khắc phục, để mà đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nói chung trên tuyến biên giới ạ? Cái hoạt động ma túy thì sẽ vẫn còn có những cái diễn biến ngày càng quyết liệt hơn. Cái hoạt động xuất cảnh trái phép qua biên giới để mà đi lao động ở nước ngoài, rồi đi thăm thân trong cái dịp sau Tết Nguyên Đán thì có phần gia tăng. Bên cạnh đó thì còn một yếu tố là dịch bệnh chưa kiểm soát được. Cho nên là đó là những cái khó khăn tác động đến cái triển khai thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong cái bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ gìn an ninh trật tự. Cái nhiệm vụ mà phòng chống dịch COVID-19 thì là nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị trên bàn tỉnh Điện Biên vào cuộc. Vậy thì đã có những biện pháp cụ thể nào để ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài biên giới vào trong nội địa mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện trong thời gian qua? Chúng tôi đã triển khai quyết liệt các cái biện pháp công tác biên phòng để ngăn chặn có hiệu quả cái hoạt động xuất cảnh trái phép, không để lây lan dịch bệnh qua biên giới. Chúng tôi vẫn thường xuyên duy trì 69 tổ chốt với 436 cán bộ chiến sĩ ở trên dọc cái tuyến biên giới Việt Nam Lào, Việt Nam Trung Quốc để ngăn chặn các hoạt động xuất cảnh trái phép qua biên giới. Từ đó thì chúng tôi đã phát hiện được, xử lý được 59 vụ trên 157 đối tượng xuất cảnh qua biên giới. Và cái đối tượng này thì có nguy cơ rất cao mang cái dịch bệnh vào trong Việt Nam. Như đồng chí vừa chia sẻ thì chúng ta đang có 69 tổ chốt được duy trì thường xuyên trong suốt gần 3 năm qua. Vậy thì vai trò của cán bộ chiến sĩ ở các cái tổ chốt này trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ biên giới thì như thế nào? Đối với 436 cán bộ chiến sĩ thường xuyên có mặt trực 24/24 trên các cái tổ chốt biên giới để mà ngăn chặn cái xuất nhập cảnh trái phép, và cái điều kiện ăn ở trên các tổ chốt biên giới thì đặc biệt là khó khăn. Có những tổ chốt thì chưa có điện, chưa có sóng, không có sóng điện thoại, đường xá đi lại thì rất là vất vả. Thế tuy nhiên thì anh em luôn luôn xác định cái việc mà thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền rồi phòng chống dịch
là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chính vì thế cho nên là anh em luôn luôn xác định được tư tưởng với cái mức độ cao nhất, khắc phục mọi cái khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhà nước giao. Nhân dân ở các xã dọc tuyến biên giới Việt-Lào thường có mối quan hệ thân tộc. Để người dân không vượt biên trái phép, không xâm canh xâm cư, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là quy chế biên giới luôn được các đồn biên phòng xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đồn biên phòng Mơn cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đăng ký, ký cam kết phòng chống COVID và chống xuất nhập cảnh trái phép. Ba xã biên giới của đồn biên phòng Mường Mơn quản lý công tác phòng chống COVID và chống xuất nhập cảnh là đảm bảo tuyệt đối tốt và không có các cái đối tượng là xuất nhập cảnh trái phép về địa bàn mà đơn vị và địa bàn không nắm được. Để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép và phòng chống dịch COVID-19, suốt gần 3 năm qua, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng tỉnh luôn phải căng mình thực hiện nhiệm vụ kép dọc trên hai tuyến biên giới của tỉnh. Khắc phục những khó khăn về điều kiện khí hậu, thời tiết và điều kiện sinh hoạt, những người lính quân hàm xanh ở tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tổ Hội Quang có địa hình núi cao, do đó là khó khăn về nước sinh hoạt cũng như là khó khăn về đi lại, lốc, gió mạnh thì cũng ảnh hưởng đến công tác thực hiện nhiệm vụ cũng như tuần tra kiểm soát của cán bộ chiến sĩ ở tổ chốt. Trước những khó khăn như vậy thì cán bộ chiến sĩ ở tổ chốt Hội Quang luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, cố gắng khắc phục những cái khó khăn để cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong năm 2021, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt quả tang gần 400 vụ với trên 650 đối tượng phạm tội về ma túy, phát hiện trên 300 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm trước pháp luật, góp phần mang lại bình yên cho các địa bàn biên giới. Vâng, rõ ràng trước những cái khó khăn đó thì cái công tác đối ngoại biên phòng cần phải thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, đúng không? Để mà đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Vậy thì công tác này sẽ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai ra sao trong thời gian tới? Để bảo vệ biên giới thì chúng tôi rất quan tâm đến cái công tác đối ngoại biên phòng. Chúng tôi đã thường xuyên trao đổi qua đường dây nóng từ cấp Bộ Chỉ huy đến cấp đồn biên phòng để trao đổi thông tin, cùng nhau phối hợp để mà nâng cao cái khả năng tổ chức các cuộc tuần tra, rồi nắm tình hình, trao đổi thông tin có liên quan đến cái hoạt động bảo vệ biên giới của hai bên để cùng nhau thống nhất có biện pháp chủ trương phù hợp để giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định cùng phát triển. Vâng, trên cơ sở đánh giá tình hình như vậy thì những kế hoạch, những giải pháp sắp tới mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện để mà xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và gắn với việc mà bảo vệ biên giới quốc gia ngày càng vững chắc hơn thì sẽ được triển khai ra sao? Thì chúng tôi sẽ xây dựng nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch để triển khai đến các cái đơn vị cơ sở trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh và thông qua các cái hoạt động như hội nghị, hội họp để chúng tôi lồng ghép tuyên truyền luật biên phòng để cho các cấp ủy chính quyền địa phương để tự giác tham gia cùng với lực lượng biên phòng giữ gìn cái chủ quyền an ninh biên giới và an ninh trật tự của địa bàn phòng có hiệu quả tốt hơn. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn đại tá Bùi Thế Tuyên đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay và qua những chia sẻ của đồng chí rất là chi tiết cụ thể về các cái phương án giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy rồi thì các loại tội phạm khác cũng như xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên tuyến biên giới thì chắc chắn là trong thời gian tới thì tuyến biên giới của Điện Biên với các lực bạn thì chắc chắn sẽ tiếp tục được giữ vững. Xin được chúc đại tá và cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên thì nhiều sức khỏe, sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới ạ. Xin cảm ơn đồng chí. Và chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của chúng tôi ngày hôm nay thì xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong các chuyên mục tiếp theo. Sắt son gìn giữ truyền thống anh hùng.
đi cơ.